Em kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với video báo giá ngày hôm nay của em Tình. Và em đến từ Salon Yusuka Việt Nam, địa chỉ tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Thì quay trở lại với video báo giá của lần thứ 3 của tháng 5 2021. Thì trước tiên clip báo giá thì em cũng xin được gửi một lời cảm ơn trân trọng nhất trong tuần vừa qua đến tất cả những khách hàng đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ em. Trong tuần vừa qua thì em đã bán được những chiếc xe như là Hyundai Kona màu bạc 2018 thì em đã bán và bàn giao về cho anh Duy ở Thanh Hóa. Chiếc Kia Seltos trắng em bàn giao cho anh Phi ở Hà Nội. Và chiếc Kia Seltos màu cam hôm qua mới về thì em cũng đã bán và nhận cọc của chị Tuyết rất là xinh gái. Chiếc Fortuner bạc 2019 thì em đã bán và bàn giao cho chú Sơn, công ty chứng khoán Kenanka Việt Nam. Và chiếc Hyundai Santa Fe màu đỏ em đã bàn giao cho anh Tuấn ở Quảng Ninh. Và chiếc Hyundai Elantra 1.6 turbo màu trắng thì em đã bàn giao cho anh Dương ở Hải Dương. Thực sự thì em rất là chân thành và cảm ơn, gửi lời sâu sắc đến tất cả quý anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ em trong quãng thời gian qua và luôn đồng hành cùng với anh em Yusuka Việt Nam chúng em. Thì hôm nay em Tình xin được quay trở lại để làm một video báo giá tổng thể chi tiết những chiếc xe đang có mặt tại salon và cập nhật những chiếc xe đang trên đường về, sắp sửa cập bến tại salon Yusuka Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn anh Trung đã ủng hộ em và cũng bàn giao chiếc Ford Ranger 2020 màu xám. Và anh đã bấm được cái biển cực kỳ là ưng ý. Xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ em Tình anh chị nhé. Thì đầu tiên hôm nay quay trở lại video báo giá thì em sẽ đi chi tiết những sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng. Đầu tiên đây là một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.5G, sản xuất đăng ký 2018, tên tư nhân biển tỉnh, lăn bánh 38.000 km, trang bị ngoại thất màu đỏ, nội thất kem. Hiện tại chiếc này em đang giao bán với mức giá là 598 triệu đồng và giá vẫn còn thương lượng anh chị nhé. Một mẫu sedan cực kỳ lạ mắt đến từ nhà sản xuất Volkswagen Polo phiên bản động cơ 1.6 AT số tự động. Xe thì được trang bị ngoại thất màu xanh Kansai, nội thất đen, lăn bánh là 6,5 vạn km, zin theo xe và chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Biển số khá là đẹp, 30G86212. Chiếc này hiện tại thì bên em đang bán với mức giá là 465 triệu đồng anh chị nhé. Và giá vẫn còn thương lượng ạ. Đó. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Elantra phiên bản động cơ 2.0 AT, sản xuất đăng ký 2019, đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Xe trang bị ngoại thất màu đen, nội thất kem và mới lăn bánh được có 26.000 km thôi. Hiện tại giá thì bên em đang bán với mức giá là 625 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng ạ. Đó. Mặc định giúp em nhé. Mặc định giúp em là những chiếc xe nào mà em chào bán là biển thành phố thì anh chị đăng ký về biển Hà Nội, mình sẽ không mất chi phí 20 triệu tiền biển nhé. Đó. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản cao cấp nhất. Xe thì được trang bị màu vàng sâm panh, nội thất hai màu kem đen, sản xuất 2019, đăng ký tên tư nhân biển thành phố và xe mới chạy được có hơn 2 vạn km thôi. Và hiện tại giá thì em đang bán là 535 triệu đồng. Rất là hợp lý ạ. Đương nhiên rồi nhá anh chị nhá, em sẽ có giá tốt nhất, giá trên là mức giá anh chị tham khảo. Sẽ có giá tốt nhất khi anh chị liên hệ trực tiếp với em hoặc qua salon em xem xe lái thử cảm nhận luôn. Đây là chiếc xe Ford Wildtrak, Ranger Wildtrak bản 2 cầu 2.0 biturbo 4x4. Xe thì được trang bị ngoại thất màu cam, nội thất đen, sản xuất đăng ký 2019 và xe lăn bánh là 23.000 km. Hiện tại chiếc này thì bên em đang bán với mức giá là 859 triệu đồng. Một mẫu xe crossover cỡ nhỏ thì 5 chỗ, gầm cao thì em đang có cho mình một chiếc xe Hyundai i20 Actis, sản xuất 2015 và đăng ký lần đầu 2016. Thì xe được trang bị ngoại thất là màu bạc, nội thất hai màu đen cam. Thì chiếc này của em là nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ và chạy chuẩn là 66.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng anh chị nhé. Đó. Hiện tại chiếc xe này em đang bán với mức giá là 479 triệu đồng. Đó, xe đăng ký tên tư nhân biển số tỉnh, một chủ tự động.
Chiếc Elantra này thì em đã nhận cọc rồi này. Đằng sau đây thì em có một chiếc Ford Everest phiên bản 2.0 biturbo 2 cầu. Xe thì được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất đen, đăng ký tên tư nhân biển thành phố và chạy chuẩn là 25.000 cây số. Chiếc này hiện tại em đang bán với mức giá là 1 tỷ 265 triệu đồng. SUV Santa Fe hiện tại em đang có hai chiếc nhé. Một chiếc xăng và một chiếc dầu, đều là bản cao cấp. Trước mắt anh chị đây là màu trắng, biển số Hà Nội, sản xuất 2020, bản máy xăng cao cấp Premium. Xe thì mới lăn bánh chạy được có 13.000 km thôi và full lịch sử bảo dưỡng hãng anh chị nhé. Đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới. Bản máy xăng cao cấp thì hiện tại chiếc này em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 119 triệu đồng. Hôm qua thì em mới về cái chiếc Santa Fe màu đỏ, máy dầu cao cấp này thì hiện tại sản xuất 2020, đăng ký tên tư nhân biển thành phố. À em xin lỗi nhá, chiếc này của em đã đăng ký tên công ty, biển số thành phố. Và chiếc này của em xuất hóa đơn được 950 triệu. Xe thì mới về hôm qua, mới rửa nước lã thôi. Và em đang cho spa phần nội thất thất. Thì chiếc này em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 198 triệu đồng. Xe tên công ty, xuất hóa đơn 950 triệu, ngoại thất màu đỏ, nội thất hai màu, bản cao cấp máy dầu Premium, sản xuất 2020 anh chị nhá. Đó. Xe mới đi được có 1.2 km zin thôi ạ, cực kỳ mới. Tiếp theo thì em có một chiếc Ford Explorer phiên bản 2.3 EcoBoost Limited nhập khẩu Mỹ. Chiếc này của em là sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019 và chạy chuẩn là 2,2 vạn mai. Đăng ký tên tư nhân biển thành phố, trang bị ngoại thất màu đỏ, nội thất đen. Chiếc này hiện tại em đang bán với mức giá là 1 tỷ 920 triệu đồng. Xe cực đẹp luôn ạ. Kia Sedona phiên bản 3.3 GATX full xăng, sản xuất 2018, đăng ký tên tư nhân biển số tỉnh, trang bị ngoại thất trắng, nội thất kem, chạy chuẩn 66.000 km và full lịch sử bảo dưỡng hãng. Hiện tại chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 945 triệu đồng. Rất đẹp ạ. Trang bị ngoại thất trắng, nội thất kem anh chị nhé. Ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama hai khoang anh chị nhé. Cửa trượt điện luôn. Không gian ngồi cực kỳ là rộng rãi. Đó, xe này đi du lịch thì tuyệt vời luôn. Hay là bác nào mà làm về nghề hay đi diễn thì đi chiếc này nó cực kỳ hợp lý luôn. Như em đã nói thì chiếc Fortuner màu bạc 2019 máy dầu cao cấp thì em đã bàn giao và bán về chú Sơn rồi. Ở công ty chứng khoán Kenanka thì em rất là cảm ơn, cũng như là cháu rất cảm ơn chú đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ cháu. Thì hôm nay em còn một chiếc Fortuner bản 2 cầu, máy xăng 2.7V, sản xuất đăng ký 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc này của em thì lăn bánh được 45.000 km, trang bị ngoại thất màu xám, nội thất lâu. Thì em đang chào bán với mức giá là 968 triệu đồng. Đó. Chiếc Kia Seltos này thì em cũng đã bán rồi, bán về cho chị Tuyết rồi, đã nhận cọc và chờ ngày đẹp nhận xe thôi. Đây là chiếc Mazda CX-5, thì ngày hôm qua em có về hai chiếc, đó là chiếc Santa Fe màu đỏ máy dầu cao cấp và một chiếc Mazda CX-5. Thì đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Philip, sản xuất cuối năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, một chủ từ đầu, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất đen. Xe thì được trang bị rất là nhiều option như là ghế lái chỉnh điện này, chìa khóa đè lổ thông minh start top này, cảm biến gạt mưa tự động này, gương chiếu chống chói, cửa sổ trời này, nội thất ghế da này, dàn âm thanh loa Bose này, phanh tay điện tử này, cực kỳ nhiều option luôn anh chị nhé. Đó, thì chiếc này hiện tại bên em thì đang chào bán với mức giá là 689 triệu đồng cho một chiếc xe Mazda CX-5. Với cái phiên bản 2.0 này thì rất là nhiều người lựa chọn nhé. Và bác chủ đã nâng cấp lên được thảm sàn 5D, cũng như là bậc lên xuống và dán kính cách nhiệt cho xe rồi. Rất là hợp lý. Chiếc này của em thì mới chạy được có 32.000 km thôi. Khẳng định với quý anh chị đây là đồng hồ chuẩn theo xe nhé. Dàn lốp niên đời sơ cua chưa hạ. Các bác nào thì nếu như cần những cái thông tin chi tiết về những clip chi tiết của từng xe thì hãy liên hệ kết bạn Zalo với em. Em sẽ thể gửi đường link cũng như là gửi hình ảnh chi tiết nội ngoại thất những chiếc xe tại cửa hàng em. Kèm theo thì bên em đang về một lô hàng cực kỳ mới và những chiếc xe siêu hot, siêu chất, siêu lướt để phục vụ tất cả quý chị, như là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium, trang bị ngoại thất màu lâu, nội thất đen. Xe chạy 36.000 km, đăng ký tên tư nhân biển số thành phố, một chủ từ đầu. Thì hiện tại chiếc đó em đang chào bán với mức giá là
569 triệu đồng anh chị nhé. Và một chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo bản cao cấp nhất, trang bị ngoại thất màu đỏ, nội thất đen, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, sản xuất 2020 và xe mới chỉ chạy được có 9.000 km thôi ạ. Hiện tại chiếc đấy thì em đang chào bán với mức giá là 739 triệu đồng. Kèm theo thì em có về thêm được một chiếc xe Ford Explorer như một chiếc màu đỏ này luôn. Thì đó là màu trắng và đăng ký tên tư nhân biển tỉnh. Xe thì đi cực ít và mới lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi. Cực kỳ mới ạ. Và chiếc đó sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019, màu trắng nhập khẩu Mỹ. Thì hiện tại em cũng đang bán đồng giá với chiếc này, đó là 1 tỷ 920 triệu đồng. Đó. Thì sau khi những xe đó về thì em sẽ lên hình để gửi đến tất cả quý anh chị chi tiết về ngoại thất, nội thất của những chiếc xe. Và tất cả những chiếc xe tại showroom em chào bán thì luôn có cam kết và có bảo hành đầy đủ. Cam kết và bao check kiểm tra, check hãng hay là check gara, có thợ thuyền, người quen đi xem xe đều ok hết. Em luôn cam kết về chất lượng là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước, thủy kích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, giấy tờ xăng tên đầy đủ hợp pháp, xe thì không có tranh chấp hay không có phạt nguội gì cả. Đó, giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ anh chị nhé. Và anh chị mua xe bên em thì bên em hỗ trợ anh chị là giao xe toàn quốc này, hỗ trợ anh chị đăng ký sang tên đối chủ, hỗ trợ anh chị làm thủ tục trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Lãi suất xe này ưu đãi nhất và thời gian vay tối đa từ 5 đến 6 năm. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 0911 666 325 và 0913567328. Anh chị có thể kết bạn Zalo với em. Em có thể gửi anh chị hình ảnh chi tiết nội ngoại thất cũng như là clip chi tiết từng xe. Anh chị nếu như mà có thời gian thì hãy bớt chút thời gian vào ngọc của mình qua cửa hàng em tại địa chỉ là số 5 Nguyễn Văn Ninh, Long Biên, Hà Nội, Salon Isuzu Việt Nam, để xem xe, lái thử và cảm nhận những sản phẩm hiện tại đang có và đang chào bán tại cửa hàng em. Đến đây thì em Tình cũng xin được kết thúc clip báo giá ngày hôm nay. Thì em xin được gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất đến tất cả quý anh chị cũng như tất cả quý bạn bè, khách hàng đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ em trong quãng thời gian qua. Hy vọng anh chị hãy góp ý để em có thể càng ngày cố gắng hơn, sẽ tích tụ được nhiều kinh nghiệm hơn để phục vụ tất cả quý anh chị một cách chu đáo nhất. Đó. Đến đây thì em xin được kết thúc clip và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những clip báo giá tiếp theo. Em Tình thân ái và chào tạm biệt tất cả quý chị ạ.